Câu 236: ngươi hãy tự lo tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, rột sạch phiền não trần cấu để bước lên thánh cảnh chư thiên. Thì ở đây chúng ta thấy chữ phiền não trần cấu để chỉ cho là những cái tâm cấu quế, những cái phiền não, thì chúng ta dùng cái chữ cấu quế này để cho những cái tập khí phiền não của chúng ta vậy thôi. Cái chữ cấu quế này nói đến cái tâm xấu, tâm phiền não, tâm ganh tị, đố kỵ hay là tham sân si. Cái đó liệt chung vào cái từ gọi là cấu quế. Và đây khi nói rằng chúng ta dột sạch phiền não trần cấu để bước lên thánh cảnh của chư thiên, thì ở đây chư thiên được cái chú thích trong cái phần mà sau đó là chúng ta chư thiên ở đây chỉ cho năm cõi trời tịnh cư, tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh, là năm chỗ của thánh A-na-hàm. Thì có nghĩa là một bậc thánh A-na-hàm đó là còn lại một lần tái sanh vào cõi trời thứ 19 thì nằm ở trong tịnh cư thiên này. Đó là một cái kiếp cuối cùng để trước khi trở thành một vị A-la-hán, theo kinh luận nêu là như thế. Nhưng cũng có những vị trong một cái thời gian của một kiếp này đắc được thánh quả, tức là A-la-hán, ngay tại cuộc đời này, trong một đời thôi, đã giải quyết các vấn đề tập khí phiền não và đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, tức là A-la-hán. Khỏi cần bước qua một giai đoạn của bao nhiêu kiếp hết á. Vì vậy trong kinh luật của Phật hay nêu ra là người tu tập theo lời Phật dạy đúng với chánh pháp thì người này có thể đắc thánh quả sau 7 năm, có thể sau 7 tháng, có thể sau 7 ngày, có thể sau 7 giờ và có thể sau 7 phút và cuối cùng là có thể 7 giây. Như vậy thì ở đây nêu ra trình tự của các giai đoạn của các tầng thánh, thì tu Đà Hoàng có thể kéo dài đến 7 kiếp. Nhưng mà thật sự người đó cũng có thể trong một kiếp đời từ tu Đà Hoàng để bước thẳng đến A-la-hán, đại diện như chúng ta thấy ngài A-nan. Các vị biết ngài A-nan khi Đức Phật nhập Niết Bàn, A-nan mới đắc từng thánh thứ mấy? Từng thánh thứ nhất, tu Đà Hoàng. Trong bốn quả thánh là: một là Tu Đà Hoàng, hai là Tư Đà Hàm, ba là A Na Hàm và bốn là A La Hán. Và các vị thấy ngài A Nan là cái người mà gọi là làm cho một cái vị mà nữ đó, Ma Đăng già đó, phải thất điên bát đảo. Mà cuối cùng Ma Đăng già tu cái cách gì đó đắc thánh quả còn trước ngài. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, A Nan cũng vẫn là Tu Đà Hoàng, nhưng cũng do động cơ của ngài Ca Diếp vào cái giai đoạn kết tập kinh điển để tuyển tập cho 500 vị thánh A La Hán vào hang Thất Diệp để mà kết tập kinh điển, thì ngài Ca Diếp tuyên bố là ai chưa đắc A La Hán thì không được vào. Vì vậy ngài A Nan là đa văn đệ nhất, là người mà gọi là nhớ hết những lời tam tạng kinh điển của Phật dạy, nhưng mà không được vào dự cái lần kết tập kinh điển đầu tiên này, cho nên rất là buồn. Mà trong đại tăng A-la-hán đó lúc đó cũng hiểu rằng không có ngài A-nan thì cũng không thể kết tập được kinh tạng, bởi vì ngài A-nan là người mà nhớ hết những lời Phật dạy, cho nên là thiếu ngài A-nan không kết tập được. Nhưng mà bây giờ A-nan chưa đắc A-la-hán, tức là vẫn còn phiền não, thì không thể vào tham dự cái đại hội kết tập kinh điển lần này. Vai trò của ngài A Nan rất quan trọng, nhưng cũng không vượt ngoài được quy luật nguyên tắc do chính ngài Đại Ca Diếp đã đề ra. Cho nên A Nan phải tự vận động tu hành và tự buồn tuổi, và trong một cái quá trình là làm sao tu tập trong một thời gian nhanh nhất để có thể đắc A La Hán, để là vào dự đại hội kết tập kinh điển lần đầu này. Và ngài cũng biết rằng không có ngài thì cuộc kết tập kinh điển này không thành. Và đại tăng cũng biết về điều đó, nhưng không có ngoại lệ. Cho nên ngài A Nan phải tu để đắc thánh quả thôi. Và các vị biết cái sự nỗ lực không ngừng của ngài A Nan trong cái thời gian ngắn nhất 3 ngày 7 ngày vậy đó, là ngài A Nan đã đắc được A La Hán. Sau khi đắc A La Hán rồi thì ngài mới đến cái cửa động hang Thất Diệp, lúc đó là đóng cửa rồi, mới tâu với ngài Đại Ca Diếp
là thưa tôn giả Ca Diếp rằng tôi đã đắc thánh quả rồi, thì tôi có thể tham dự kết tập kinh điển. Thì lúc đó ngài Ca Diếp mới nói rằng: nếu ông đã đắc thánh quả thì ông tự biết vào chứ đâu cần tôi mở cửa. Và lúc đó ngài A Nan đã tự dùng thần thông để bước vào để có mặt trong cái đại hội kết tập kinh điển. Thì ở đây là trong truyền sử có nêu những cái điều mà nó có tính cách là huyền thoại như vậy. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta hiểu rằng ngài A Nan cũng đắc thánh quả trong một thời gian rất ngắn. Trong thời gian rất ngắn, 3 ngày, 7 ngày gì đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu hành này tùy cái mức độ giác ngộ của con người có thể rút ngắn được thời gian đắc đạo. Cho nên trong cái cuộc đời này, đời mạt pháp gì đó, chúng ta hay nói là đời mạt pháp thế thế. Sự thật, mạt pháp là tùy vào cái đời sống phạm hạnh hay là cái tính thiện ác của chúng sinh để nói thôi, chứ còn Phật pháp thì đời nào cũng giống nhau. Thời chánh pháp thì Phật pháp cũng vậy, mà thời mạt pháp thì Phật pháp cũng vậy. Thời chánh pháp tứ diệu đế cũng khổ tập diệt đạo, thì thời mạt pháp tứ diệu đế là gì? Hả? Thì thời mạt pháp tứ diệu đế cũng khổ tập diệt đạo chứ là gì? Đức Phật là thời kỳ chánh pháp nó vô thường, là mọi sự đổi thay. Vậy cái thời mạt pháp vô thường là gì? Vô thường là còn mãi. Hả? Như vậy thì thời mạt pháp vô thường cũng là sự đổi thay. Thời chánh pháp, bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi cái thời mạt pháp, bát chánh đạo là gì? Cũng vậy. Nói chữ cũng vậy rất hay đó, chứ lặp lại lặp sao hết. Rất là thông minh khi dùng chữ cũng vậy. Cho nên đó là cái điều mà tôi nói với các vị là Đức Phật đã nói với ngài Tu Bạc Đà La: này Su Bát Đa, trong pháp và luật này có những vị tinh cần tu hành tinh tấn theo pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là điều Đức Phật đã nói từ ngàn xưa. Nói một lời di huấn cuối cùng trước khi ngài nhập Niết Bàn, là cái này còn lại nằm trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà. Vậy thì ở đây do cái sự nỗ lực tinh cần tu tập của chúng ta như thế nào để có sự đắc đạo hay không, hay đạt được mục đích cuối cùng hay không, chứ không phải là thời gian. Thời gian chỉ là một sự mặc ước. Còn trên nguyên tắc, tùy sự nỗ lực của mỗi con người thì cái khoảng thời gian này được thay đổi khác nhau tùy sự tinh tấn hay là cái căn cơ của mỗi chúng sinh. Đây là chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy là những cái người tu tập để bước lên thánh cảnh chư thiên là tại vì bậc thánh A Na Hàm vẫn còn nằm trong một cái cõi trời thứ 19, và ở đây được chú thích là tịnh cư thiên.